liên quan tới phiên xét xử ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, gọi tắt là Tập đoàn FLC, và 49 bị cáo. Trong phần thủ tục phiên tòa, nhiều luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho thân chủ của họ được sử dụng giấy bút và được ngồi nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng vì lý do sức khỏe. Hội đồng xét xử đồng ý cung cấp giấy bút và cho biết sẽ xem xét đề nghị liên quan đến vấn đề sức khỏe của các bị cáo. Tại phiên tòa, theo thông báo của chủ tọa, tòa đã cho triệu tập hơn 30.000 bị hại tới phiên xét xử. Tuy nhiên sáng cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, chỉ có hơn 30 bị hại tới tòa. Mặc dù trước đó, tòa đã cho dựng rạp với hàng ngàn chỗ ngồi để các bị hại theo dõi phiên tòa. Một trong số đó có anh Lê Ngọc Nông, 46 tuổi, quê ở Quảng Nam. Theo anh Nông, trước khi vụ án xảy ra, anh đã đầu tư 14 tỷ đồng vào 3 mã cổ phiếu của tập đoàn FLC. Anh Nông cho biết, để có thể dự phiên tòa, anh mất 17 tiếng di chuyển bằng tàu hỏa từ thành phố Đà Nẵng ra thành phố Hà Nội. Anh không dám đi máy bay vì vé quá đắt. Về số tiền đầu tư trên, anh Lê Ngọc Nông nói đó là công sức tích góp, tiết kiệm trong gần 30 năm làm lụng, đồng thời vay mượn bạn bè, người thân và ngân hàng. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, cổ phiếu bị hủy niêm yết, đình chỉ giao dịch, gia đình anh Nông phải vay mượn các nơi để trả lãi ngân hàng. Tới nay, gia đình anh đã phải bán nhà để trả nợ. Tôi không dám đi máy bay nên chọn đi tàu cho rẻ. Ra Hà Nội, tôi không có ai thân quen nên đã thuê một phòng trọ nhỏ cách tòa hơn 2 km. Anh Nông cho biết và mong muốn tòa xử đúng người, đúng tội, trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Quá trình kiểm tra căn cước các bị cáo, không có bị cáo nào có đề nghị thay đổi những người thực hiện công tác tố tụng tại phiên tòa. Trước khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đọc bản cáo trạng dài hơn 100 trang, bị cáo Lê Văn Tuấn, kiểm toán viên công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Hà Nội, CBA, đề nghị tòa triệu tập các ông bà Trần Thế Linh, Lê Văn Giò và Đỗ Mạnh Hà đến tòa để đối chất. Đây là những cá nhân tại CBA. Trước yêu cầu này, hội đồng xét xử cho biết đã cho triệu tập 3 người này, nhưng họ vắng mặt. Theo thông báo, do phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, nên sẽ cho triệu tập nếu thấy cần thiết. Tại bản cáo trạng, bị cáo Lê Văn Tuấn bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập hồ sơ, tài liệu để đánh giá, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo các báo cáo tài chính của công ty Faros, được Nguyễn Ngọc Tĩnh, Tổng Giám đốc CBA, phân công trực tiếp thực hiện cuộc kiểm toán tại công ty Faros. Tuy nhiên, bị cáo Lê Văn Tuấn không thu thập đầy đủ bằng chứng xác thực về vốn góp, sử dụng vốn góp và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của công ty Faros, nhưng vẫn ký các báo cáo tài chính kiểm toán chấp nhận toàn phần với số vốn thực góp của công ty Faros là 4.300 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Lê Văn Tuấn đã giúp sức để ông Trịnh Văn Quyết hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS, mã cổ phiếu của công ty Faros, trên sàn chứng khoán, bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Trong suốt giai đoạn điều tra, kết luận điều tra vụ án, bị cáo Lê Văn Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong giai đoạn truy tố, bị cáo Tuấn thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội, không thừa nhận đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty Faros và không thừa nhận ký báo cáo kiểm toán nhưng không cung cấp được bằng chứng chứng minh cho lời khai của mình là khách quan, đúng sự thật. Đầu giờ chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố bản cáo trạng. Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng, ông Trịnh Văn Quyết đã sử dụng công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối tăng khống vốn góp chủ sở hữu tại công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, sau đó hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của công ty Faros trên sàn chứng khoán, sử dụng sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Với động cơ, mục đích, thủ đoạn nêu trên, ông Trịnh Văn Quyết đã bán 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp, nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Quyết còn bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán qua 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính số tiền 723 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Bình, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bư, Gia Lai, 10 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo được xác định điều khiển xe ô tô tải vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô chở thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai,
gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến 4 thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai thương vong. Trong đó, 3 người tử vong gồm tiền đạo Paulo Madeira Oliveira, 27 tuổi, trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, 48 tuổi và bác sĩ Đào Trọng Trí, 31 tuổi. Người bị thương là tài xế Nguyễn Tú Sinh, với thương tích 44%. Ngày 22 tháng 7, Công an quận 12 cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ người đàn ông nghi ngáo đá chém hai cô gái trọng thương trong tiệm massage. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân sinh sống gần một tiệm massage ở đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 nghe tiếng hô hoáng. Khi đến nơi, người dân phát hiện một người đàn ông bị thương, cạnh đó là hai cô gái với nhiều thương tích. Nhận tin, công an có mặt đưa ba người bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Người dân cho biết, cả ba cùng làm việc tại tiệm massage trên. Trước lúc xảy ra vụ việc, người đàn ông này có dấu hiệu ngáo đá và chém hai cô gái. Ngày 22 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình sức khỏe của lãnh đạo đảng, nhà nước để đăng tin sai sự thật trên không gian mạng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thông tin liên quan Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã nhận được sự quan tâm rất lớn của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, bày tỏ sự kính trọng, thương tiếc, tưởng nhớ đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp cách mạng của đảng và đất nước. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một số đối tượng trong và ngoài nước sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, công kích phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, hạ uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước. Những bài viết, bình luận có nội dung như trên nhanh chóng bị người dùng mạng xã hội chân chính phản bác lên án. Nhận thấy cần thiết phải có biện pháp răn đe nghiêm khắc đối với một số đối tượng có nhận thức chính trị yếu kém, coi thường pháp luật, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng BA05 khẩn trương rà soát, xác minh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng. Ngày 20 tháng 7 và ngày 21 tháng 7, phòng BA05 phối hợp Công an thành phố Thủ Đức, Công an quận 10, Công an quận 12, triệu tập, mời làm việc với 3 đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung như trên, gồm V, sinh năm 1985, ngụ quận 10, K, sinh năm 1985, ngụ quận 12, N, sinh năm 1986, ngụ thành phố Thủ Đức. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận 10 và Công an quận 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với V và K về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, theo Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ. Mức xử phạt đối với V và K lần lượt là 7,5 triệu đồng và 5 triệu đồng. Đối với N, Công an thành phố Thủ Đức đã răn đe, cho đối tượng cam kết không tái phạm, yêu cầu đối tượng chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Hiện phòng BA05 tiếp tục rà soát, xác minh những trường hợp đăng tải thông tin có nội dung như trên để mời làm việc, xử lý theo quy định pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công dân có quyền tự do ngôn luận nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do trên không gian mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, tôn trọng pháp luật và những chuẩn mực đạo đức xã hội. Trưa ngày 22 tháng 7, Công an quận Bình Tân cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa điều tra làm rõ vụ cháy ở công ty sản xuất mũ bảo hiểm trên địa bàn. Trước đó, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển công nghệ Sơn Tùng chuyên sản xuất mũ bảo hiểm ở Hương Lộ 80, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân nên hô hoáng. Lúc này, nhiều người trong công ty bỏ chạy ra ngoài. Người dân dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm khói đen bốc cao hàng chục mét,
nhận tin, phòng PC07 đã điều động đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân, đội phòng cháy chữa cháy khu vực 4 với gần 70 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời đưa 11 người bị mắc kẹt từ sân thượng xuống đất an toàn. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong công ty bị cháy. Diện tích cháy khoảng 80/345m². Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được điều tra làm rõ. Ngày 22 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và 14 trung tâm đăng kiểm. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố bản cáo trạng truy tố 254 bị cáo. Trong đó 254 bị cáo Đỗ Trung Học, cựu trưởng phòng tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam bị đưa ra xét xử vắng mặt. Theo cáo trạng, phòng tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam có chức năng quản lý nhà nước về phương tiện thủy nội địa, gồm hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện việc xác nhận năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa. Nhiệm vụ là thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật tàu sông và công nghệ, tổ chức thực hiện, hướng dẫn chỉ đạo công tác xác nhận, thông báo năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi tàu sông theo quy định. Để được cấp thông báo năng lực, chủ các cơ sở đóng tàu tại Long An đã liên hệ bị cáo Phạm Hoài Hà, cựu giám đốc chi cục đăng kiểm Long An. Hà giới thiệu bị cáo Nguyễn Xuân Hào, đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm Long An, tiến hành lập hồ sơ của 38 cơ sở đóng tàu. Nguyễn Xuân Hào đã nhận của chủ các cơ sở đóng tàu này số tiền từ 30 triệu đồng đến 150 triệu đồng một xưởng trọn gói, đến khi được cấp thông báo năng lực. Sau đó, Nguyễn Xuân Hào đã gửi các hồ sơ này ra Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá. Trên Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị cáo Lê Ngọc Tú, phó trưởng phòng tàu sông, đánh giá các hồ sơ tại Long An, còn Đỗ Trung Học là người soát xét hồ sơ. Học đã cung cấp số tài khoản và yêu cầu Phạm Hoài Hà phải đưa tiền để duyệt hồ sơ. Hà yêu cầu Nguyễn Xuân Hào chuyển tiền vào tài khoản Nguyễn Thành Lê và Đỗ Trung Học. Tổng số tiền Nguyễn Xuân Hào chuyển vào tài khoản của bị cáo Nguyễn Thành Lê, kinh doanh tự do và Đỗ Trung Học là 4,1 tỷ đồng, trong đó có hơn 2,8 tỷ đồng để cấp thông báo năng lực xưởng. Quá trình điều tra, bị cáo Đỗ Trung Học đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can. Ngày 22 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã. Quá trình điều tra truy tố, các cơ quan tố tụng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo Điều 290 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Cáo trạng xác định, hành vi của bị cáo Đỗ Trung Học đã cấu thành tội nhận hối lộ với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Các bị cáo Phạm Hoài Hà bị xét xử về tội môi giới hối lộ, còn Nguyễn Xuân Hào thì phạm tội đưa hối lộ.